Cái bài có thể nói rằng là hơn 50 năm qua tôi đã nghe bài hát này, nếu không nói là hàng nghìn thì cũng là hàng trăm lần. Nhưng mà phải nói đến hôm nay tôi mới cảm nhận hết thấy cái hay của bài hát qua giọng ca của hai đồng chị Cầu. Các chị hát ấy, là nó rất là chậm rãi, rất là đĩnh đạt mà nó đúng cái hồn của người Quan Họ, và các chị hiểu được cái lời của bài ca này. Tôi với anh Giang với các liền chị còn lại cũng gật gù, tại vì cái bài hát nó hay quá, người hát ai cái lời của nó lại hay. Tôi phải cảm ơn là các cụ Quan Họ xưa
đã để lại cho chúng ta những cái bài ca quan họ, lời ca đẹp đến như thế. Ở đây là một bài trách móc, trách cái người đó bảo với tôi là chưa có chồng, thế mà hôm nay bảo là mới lấy chồng. Hình như là để tôi là mua quà sang bây giờ là hụt. Cho nên có thể nói những cái lời trách móc của người quan họ nó rất sâu sắc mà nó rất là hay. Tôi còn nói thêm để các chị hiểu hơn, mà sau này các chị hát chắc chắn còn hơn hơn mạnh nếu như các chị hiểu. Ở đây trước hết tôi đọc cái lời của bài ca. Vạn vân có bến Thổ Hà, vạn vân nấu rượu, Thổ Hà nung vôi. Tưởng rằng đá nát thì thôi, nào ngờ đá nát nung vôi lại là một. Người nói với tôi là người chưa có chồng, để tôi mua cốm mua hồng sang chơi. Ai ngờ người có chồng rồi, để cốm tôi mốc, để hồng long tai. Tưởng rằng long một long hai, nào ngờ long cả trăm hai quả hồng. Cứ tưởng là nó long tai thì mong một hai quả thôi, nhưng mà ai ngờ nó long cả 120 quả hồng. Thế và tôi cũng nói với các chị, 120 quả hồng ngày xưa là một tài sản lớn. Những người già mà ốm lắm ấy, thì mua đến 3 quả hồng, 5 quả hồng là tối đa. Thế mà vậy mà ở đây là 120 quả hồng mà bây giờ long tai cả. Có thể nói rằng cái sự hẫng hụt ấy nó rất là lớn lao. Chứ chúng ta mang cái giá hồng bây giờ, chúng ta mang cái sự đầy đủ bây giờ, thì chúng ta nghĩ ở 120 quả hồng thì có cái gì mà phải than bán. Chúng ta hiểu rằng không phải ai ốm cũng được ăn hồng, phải là những nhà khá giả giàu có, lý trưởng chánh tổng. Thế thì bố mẹ ốm thì mới có hồng mang cho bố mẹ. Thế chứ còn cái lại dân bình thường mà nông dân ấy mà thì ốm thì nằm đấy, cứ đủ cơm ăn là tốt rồi, chứ nghĩ gì đến hồng. Thế mà ở đây đó, chỉ vì tưởng là người có chưa có chồng, cho nên để tôi mua cốm mua hồng sang chơi. Nào ngờ người có chồng rồi, để cốm tôi nát, để hồng long tai. Tôi thì hồng long tai cũng được, nhưng mà tưởng rằng long một long hai, nào ngờ long cả 120 quả hồng. Nào ngờ, các chị nhớ chữ nào ngờ. Cho nên nó bất ngờ, nó ngoài cái dự liệu của mình. Cho nên cái sự tiếc nuối đó nó rất là cao. Cho nên chúng ta hát, chúng ta hiểu được cái tinh thần đó, cái hồn đó, thì khi chúng ta cất lời ca lên, nó mới có cái tình, nó có cái hồn. Và hôm nay đó là chúng ta lại rất thích hai câu cuối nữa, tức là ra về lòng những ngậm ngùi, trách ông Nguyệt Lão, trách bà Muối Mai. Tức là cái ông Nguyệt Lão, cái ông bà Muối Mai này, bà nói hay, bà nói tốt, cứ tưởng là cái cuộc duyên này thì